chào mừng cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Lan Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Em là Nhung, bán phong Lan Rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên buổi sáng ngày 28 tháng 5 năm 2019. Chúc các bác một ngày mới làm việc thật hiệu quả và gặt hái được thật nhiều thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống ạ. Phiên ngày hôm nay thì nhà em cập bến một số mặt hàng kg. Thì sau đây thì em xin đọc qua cái số điện thoại thường đặt hàng của cơ sở em là 0393998895. Địa chỉ nhà em là ở số nhà 143, đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ạ. Hình thức chuyển hàng của bên nhà em thì chuyển hàng phát nhanh qua đường bưu điện hoặc bên Viettel nhé các bác nhé. Khi các bác nhận hàng thì vui lòng thanh toán cả tiền hàng và tiền cước cho bên bưu điện người ta thu. Đây là em ship hàng theo hình thức ship code nên các bác nhận hàng rồi với thanh toán tiền nhé, không phải chuyển khoản trước nhé các bác nhé. Còn tiền phí là do bên người mua chịu. Và ngày hôm nay thì về hàng kg khá là nhiều. Còn chiều tối nay thì sẽ về những cái mặt hàng thuần, mặt hàng cây giống thì em sẽ lên, nếu mà có thời gian em sẽ lên clip sau, update những mặt hàng sau có ạ. Và cái mini game hôm qua thì em đã kết thúc rồi. Và cũng rất may mắn là cũng có một anh đoán trúng và nhanh nhất cái số hai số cuối cùng của giải đặc biệt số số miền Bắc ngày hôm qua. Đấy. Và em đang liên hệ với khách hàng để gửi hàng trong cái thời gian sớm nhất đấy các bác anh nhá. Anh Nguyễn Hoài Nam ở Vinh Nghệ An ạ. Và sau đây thì em xin đi qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay nhà em có. Thì trước tiên thì em vẫn giới thiệu qua những loại phân thuốc dành cho lan. Loại nhà em cung cấp thì đầy đủ tất cả loại phân thuốc dành cho lan các bác nhé. Khi các bác đặt kèm thì có thể đặt thêm các loại phân thuốc, bao gồm Hồng Nguyễn này, em bán là 20.000 đồng một lọ. N3M là 20.000 đồng một lọ này. N3M 20.000 đồng một lọ, kích rễ cực mạnh, chống sốc cho cây B12 đấy, 25.000 đồng một lọ. B1 thường là 20.000, một Thái là 40.000, một Mỹ là 50.000. Phân bón 6 30 30 20 20 30 10 10 cũng có, đều đủ quả nhau các nhá. 25.000 một lọ. Di xanh là 60, di đỏ là 70. Phi san có hai loại, phi san loại gói này, chống thối nhũn loại gói là 10.000 đồng một gói. Còn nếu mà các bác lấy lại chai là 50.000 đồng một chai. Liền sẹo thì có hai loại, liền sẹo Mỹ Tiến là 30.000, còn liền sẹo đen là 50.000. Và cái bộ ba sản phẩm này hiện tại vẫn đang bị khuyết cái hàng nấm Chico Đề Ma, thì chắc phải hẹn các bác 1-2 hôm tới mà hàng về thì em sẽ đóng cho các bác. Vì cái bộ ba sản phẩm này bên anh Tư đang sử dụng rất là thành công này. Dịch chuối là 40.000 đồng một chai này. Có cả phân Nhật và phân Mỹ. Phân trì Nhật này, đấy, phân trì Nhật 14, 13, 13 em bán là 140.000 đồng một cân. Còn phân vàng Mỹ này cũng là phân tan chậm này thì em bán là 150.000 đồng một cân. Loại này là 14, 14, 14. Đấy, 14, 14, 14. Đấy, rêu rừng 30.000 đồng nửa cân là 60.000 đồng một cân. Phân dê rồi vỏ thông em đều cung cấp tất cả các như các bác nhé. Và sau đây thì em xin đi qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay nhà em có. Đây giới thiệu với mọi người là cái dề kiều tím miền Trung này. Đấy, đang nở hoa rất là đẹp để cho mọi người ngắm luôn cái dề kiều tím miền Trung. Thì em giới thiệu sau cái loại đấy ạ. Mặt hàng đầu tiên giới thiệu với mọi người là đai châu Thái hàng giống. Đây là loại hàng đai châu Thái lá mít hàng giống nhé. Loại này thì em đã quảng cáo với mọi người hôm qua rồi. Hàng mới về, phải nói là lô này rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, hàng lá mít cây lá ngắn. Các bác để ý này, những cái cây có những cây nó rất là nhiều cặp lá, tầm 4 cũng có. Đây loại này là 5 cặp lá này. Đây. Cây lá mít rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng này phải nói là rất là chất lượng. Lô này thì em nhập giá cao hơn cái loại cây thường kia một chút thôi. Nhưng mà nếu mà để so sánh ra thì cái loại cây này khi mà lớn lên trưởng thành ấy thì nếu mà cây nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Vì cái hàng lá ngắn lá mít dù thì bao giờ cũng được các bác ưa chuộng, rất là ưa chuộng nha các bác nhé. Loại này thì em bán là 35.000 đồng một cây, 35.000 đồng một cây. Thực ra ở trên thị trường em cũng đã tham khảo rồi, những cái loại lá thường người ta cũng đã bán lên 35.000 rồi. Ủng hộ đây là hàng lá mít thì em nhập sẽ cao hơn 1-2 giá thôi. Thì sau đó bán cho mọi người để mọi người sưu tầm nó thích hơn. Đấy, cây rất là cứng cáp. Đây, đai châu giống này. Đấy, hàng đem quay qua cả lô cho mọi người xem nhé. Hàng này thì các bác đặt hàng khá là nhiều, vẫn đang nhặt đơn cho các bác này. Em bán 35.000 đồng một bầu, bác nào mà lấy từ 10 bầu thì em để với giá là 32.000 đồng nhé các bác nhé. 32.000 đồng một bầu, nếu mà 10 bầu trở lên. Cây lá ngắn lá mít rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng màu hoa sổ số nhé các bác nhé, màu hoa sổ số. Đấy, có những cây này rất là đẹp luôn. Về số lượng rất là nhiều, các bác nhanh tay đặt hàng ạ. Rất là đẹp. Mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng nhạn Thái. Hoàng nhạn Thái em bán là 45.000 đồng một bầu. Chắc giờ chỉ còn gần 50 con thôi. Gần 50 con thôi, 35.000 đồng một bầu nhé. Hàng rất là đẹp. À quên, 45.000 đồng một bầu.
Hoàng nhạn thì các bác biết rồi, dòng rễ gió này rất là thơm, rất là thơm. Và hoa thì chắc chắn là đẹp rồi. Loại này thì được các bác săn đón rất là nhiều. Tiếp theo đây là thiên nga. Thiên nga em bán là 80.000 đồng một bầu. 80.000 đồng một bầu. Đây một bầu đây ạ. Bây giờ thì chắc số lượng những cái màu này nó cũng còn ít thôi. Đấy. Ví dụ như thế này, những cái màu như màu nâu này, cùng một độ, đây là những cái cây cùng độ tuổi giống nhau. Tuy nhiên những cái cây màu nâu thì bao giờ nó nhỉnh hơn cái loại cây màu xanh. Ví dụ đây là những cây màu xanh này. Đấy, các bác để ý này. Đây các bác muốn lấy loại cây nào thì em sẽ nhặt cho các bác. Hay là các bác muốn loại cây to thì em cứ lựa cho các bác cây to đi nhé. Còn những loại cây mà nó nhỏ, nó bị này thì chắc chắn là em sẽ để lại và em bán theo giá hàng thanh lý sau này. Và sau đây thì em đi qua những cây trâu nhé. Những cây trâu lá mít còn lại rất là ít thôi. Đi qua luôn cái hình đai trâu tí, em đi qua hình hàng cân xong. Đây ạ, đai trâu thì em bây giờ em còn những cây như sau. Đây là cây số 1 này, 2, 4, 6, 7, 7 cặp lá này, 600.000. Hình số 1, 600.000. Hình số 3, 600.000. Hình số 3. Đây là hình số 4, hình này cũng 600.000. Đây là mặt hoa sổ số không anh nhé. Hoa sổ số lên giá tiền nó sẽ rẻ hơn những cây mà khi mà như cây hồng cánh sen ấy. Nếu cùng độ tuổi như vậy nó cũng rẻ hơn triệu cả. Hình này là hình số 5, 550.000. 550.000 hình số 5. Hình này hình số 8 này, 650.000. Hình này cây rất là đẹp, cứng cáp, lá xếp V đẹp này. Đấy. Hình số 11. Đây, các mã số nó sẽ không theo thứ tự nữa, tại vì có những cái mã số các bác đặt rồi. Hình số 11, 600.000. 600.000 hình số 11 nhá. Đấy. Cây này rất là đẹp, 2, 4, 6, 7 cặp lá này. Tiếp theo là hình số 13. Hình này là cũng 600.000 này, 600.000. Cây này cũng lá xếp rất là đẹp. Cây số 14, hình này 650.000. Đây, 650.000. Đấy. Cây này rất là to. Cây hình số 15, 600.000. Cây hình số 16 cũng 600.000. Còn 2, 4, 6, 8, 10 cây duy nhất nha các bác nhé. Các bác đặt hàng thì đặt loại nào thì báo em. Đây em còn một cốc vài cốc chớp Mỹ Lai. Chớp Mỹ Lai. Đấy, một số cây thì nó xuống lá thôi. Đấy, những cây mà em bán hồi trước em bán 100.000 thì bây giờ em chỉ bán thôi, còn số lượng ít em bán nốt là 70.000 đồng một cốc. 70.000 đồng một cốc này. Đấy, một số cây đang bật mầm cốc này các bác này. Đấy. Còn 2, 4, 5, 6 cây. Cây này thì nhỏ hơn này. Cây này nhỏ hơn. Cây này để lại đi. Còn những cây dài dài này thì bán là 70.000 đồng một cốc này các bác này. Đang lên mầm gốc nha các bác nhé. Còn 2, 4, 5 cốc. 5 cốc. Với cả có mấy cây dạ hạc Pháp thì nó bị lại bị gãy. Thực ra mấy cây này là mấy cây gửi đi cho khách mà bị hồi về ấy. Bị gãy hết rồi. Bác nào mà đặt cái chớp Mỹ Lai mà đặt hết tất cả các cốc này thì em sẽ tặng cho. Đây, chớp Mỹ Lai đặt 2, 4, 5 cốc này. Đặt hết cả 5 cốc chớp Mỹ Lai này thì em sẽ tặng cho. Đây. Thôi tặng cho 4 bầu giờ hạc Pháp đi. Hàng gãy thôi. 2, 4, 5, 7, 5, 350. Đây, tặng luôn cho 4 cái bầu giờ hạc Pháp. Nó đang lên mầm gốc này. Mỗi tội nó bị gãy, đứt ngang thân. Thế chốt lại lô này. Bác nào mà lấy hết cả lô này 2, 4, 5, 5, 7, 3, 5, 350. Với cả cốc này 50.000 đi. Là 400.000. Cái chỗ chân Mỹ Lai này thì em tặng luôn cho 4 cái cây giả hạc Pháp. Đấy. Bình thường 50.000 một cây. Nhưng mà gửi về thì nó bị gãy hết này. Phải các bác làm giống thôi này. Tặng luôn cho 4 bầu giá Pháp này, tổng là 400.000 chỗ này nhá. Hôm nay có một cái mớ cẩm báo mini. Đấy, cẩm báo mini này. Đấy, có những cây to, cây nhỏ này. Chỗ này 150.000 này, 150.000 chỗ cẩm báo mini này. Cho các bác về ghép một giò, quá là xinh luôn. Đấy, chỗ này cây nhỏ hơn. 150.000 chỗ này nhá. Em có một cái rề vẩy rồng. Riêng một rề này các bác về ốp luyên vào cây này cho nó khỏe này. 250 cái rề này, 250 cái rề này. Đây hôm nay có một cái rề hoàng thảo nghệ tâm này. Đấy, một bảng hoàng thảo nghệ tâm đang lên rất là đẹp như vậy này. Loại này thì khá là dễ ghép. Hôm vừa rồi, đợt vừa rồi thì em bán khi mà vận chuyển mùa hè ấy, các bác đến nơi thì cây nó hơi khô một chút. Nhưng các bác yên tâm là loại này ghép lên rất là đẹp luôn. Đấy. Cái bảng này em bán là 250.000 đi, 250.000 cái bảng hoàng thảo nghệ tâm này, cho các bác nào về chơi này. 250 cái bảng này nhá. Có một cái hình kiều tím này, kiều tím miền Trung. Hoa lô này, hoa cây này rất là đậm nhá, cũng khá là đậm này, các bác này.
Cái giò này 600.000, 600.000 cái giò kiểu tím miền Trung, 2, 4, 5 giờ bày hoa. Làm bày hoa các bác để ý này, những cái hồng hoa này nó chỉ mới lên được một mắt thôi, còn rất là nhiều mắt chưa lên hoa và đang sưng nụ. Các bác về chơi hết hồng hoa này, cây lại bắt đầu nở chuyển sang hồng hoa khác nha các bác nhé. 600.000 cái giò này. Và sau đây thì em đi qua những mặt hàng kg hôm nay này. Mặt hàng đầu tiên giới thiệu mọi người đó chính là hoàng lạp. Hôm nay vừa về một lô hoàng lạp tầm 5-6 cân thôi, rất là tươi mới, hàng rất là xanh nhá các bác nhé. 150.000 đồng một cân hoàng lạp này. Tiếp theo là dáng hương đuôi sóc, 130.000 đồng một cân. Sóc cả cây to cả cây bé, 130.000 đồng một cân này. Nay về tầm khoảng hơn 2 cân long tu. Đây là long tu đá hoa trắng nhá, hoa trắng này, 180.000 đồng một cân. Mùa này thì nói thật là đang lên mầm rất là đẹp. Dân vẫn còn bó nữa. 180.000 đồng một cân. Nói qua về cái dòng long tu này, chắc là chỉ vận chuyển ở trong miền Bắc, miền Nam thì nhiều khi gửi đi cho các bác em rất là lo ngại cái vấn đề là đến nơi thì hàng nó sẽ không được đẹp như vậy nhá. Đây các bác nhìn này, hàng về thì rất là tươi nguyên. Đấy, hôm vừa rồi thì cũng có mấy đơn hàng vào cái thời điểm trời nó nắng nóng quá. Nắng nóng quá mà vận chuyển đến nơi các bác nhìn thấy cây khô không khốc rồi, lá nó hơi bị héo. Đấy thì cũng mong các bác thông cảm. Và thứ hai là cái hàng mùa này có lẽ là những cái dòng mà nó dễ bị thối hay gì đó, em chắc là em chỉ vận chuyển qua ra miền Bắc thôi. Còn miền Nam thì chắc các bác thông cảm giúp em, sợ gửi đi nó không được còn được đẹp như thế nữa. 180.000 đồng một cân long tu đá hoa trắng này. Tiếp theo là kiều tím miền Trung hay là kiều hồng, như cái bông hoa em vừa quay ở trước clip đấy. Hoa rất là đẹp, vòi hoa dài 350.000 đồng một cân. Đấy, hàng thân lùn cũng có, thân dài hơn một chút cũng có này, cho các bác về sưu tầm này. Tiếp theo là hoàng thảo long nhãn này, 120.000 đồng một cân. Hàng lá rất là xanh, 120.000 đồng một cân, giá quá là rẻ luôn. Còn tiếp theo đây là hoàng thảo kiều vàng này. Đấy, kiều mùa này ra hoa rồi, bây giờ các bác về làm giống thôi. Đấy, 180.000 đồng một cân kiều vàng. Hoàng thảo kim thoa, 150.000 đồng một cân. Bằng giá với hoàng thảo kim thoa đó chính là hoàng thảo vệ rồng này, cũng 150.000 đồng một cân nha các bác nhé. 150.000 đồng một cân, từng mảng về các bác rất là dễ ghép, dễ ốp lên cây. 150.000 đồng một cân. Hôm nay về một số lượng lớn nữa, đó chính là kiều vương thủy tiên cánh trắng. Hàng lô hôm nay các bác yên tâm về chất lượng, là cây rất là xanh lá luôn. 250.000 đồng một cân nhé các bác nhé. Đấy, về rất là nhiều. Hoa kiều thì các bác biết rồi, hoa rất là đẹp, hoa rất là đẹp, vòi hoa dài, 250.000 đồng một cân. Wow. Đấy, hôm nay về lá xanh mướt. Tiếp theo là hải yến ạ, 150.000 đồng một cân. Hải yến lá xếp này, 150.000 đồng một cân. Mùa này thì qua mùa hoa rồi. Còn đây là dáng hương đuôi chồn, 250.000 đồng một cân. Lô đợt này thì đa số những hàng cây nó cũng không quá to, nó vừa vừa để cho các bác về các bác làm giống thôi. 250.000 đồng một cân dáng hương đuôi chồn nhé các bác nhé. Cây to thì không có mấy, 250.000 đồng một cân. Tiếp theo đây là bạch nhạn lẫn quế tím này, đa số là bạch nhạn này, 150.000 đồng một cân. Đây là hoa của bạch nhạn này, 150.000 đồng một cân. Còn đây là dáng hương tam bảo sắc này, xếp lướt lẫn lộn nha các bác nhé, 150.000 đồng một cân. À quên, 180.000 đồng một cân. Hoa rất là dài, hoa thơm, 180.000 đồng một cân. Em có hai chậu kiếm thái này, kiếm thái lai, màu hoa màu vàng, vàng 200.000 đồng một chậu kiếm thái. Ngoài ra thì em vẫn có một số chậu cây mai đỏ, bây giờ đang lên hoa rất là đẹp, vẫn để ở trong vườn nhưng mà chưa cho lên mầm rồi mới gửi cho các bác này. 250.000 đồng một cây các bác nhá, cho các bác về sưu tầm. Loại này Tết thì các bác đặt hàng rất là nhiều, em cũng còn số lượng ít thôi để cho trong vườn. 250.000 đồng một chậu ạ. Trên đây là toàn thể những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay nhà em có. Thì các bác đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0393998895. Địa chỉ là số nhà 143, đường Y Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. À, có một cái lô tam bảo sắc thanh lý, hàng xấu gãy ngọn rồi dập nát rồi đấy. Đây, kiểu như thế này này. Đấy, cho các bác về làm giống này. Loại này em bán là 100.000 đồng một cân này. Đấy, chỗ này tầm 2-3 cân, à, tầm 3 cân đi. Đấy, hàng này là hàng không cắt tỉa nhé, hàng để cho các bác về làm giống này. Đấy, bắt là lấy cái loại hàng giống em bán xả 100.000 một cân này.
Và cuối cùng xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người làm việc thật hiệu quả.